Tính mẹ nó mãi đi nha. Ở ấp Hòa Phúc xã Hòa Khánh nha, số nhà 160 nha. Con của Đặng Thị Lụa nha. Con mà hai người mỏ chu. Có Đặng Thị Sáng, Phạm Thị Trưng, Đặng Thị Dọn qua Ngọc Hân nha. Đi chùa mẹ nó mãi và nó đẹp nha. Có dẹp đẹp kia. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Miền Tây Live. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham quan một địa điểm khá nổi tiếng, đó là Mẹ Nam Hải ở Bạc Liêu. Hiện tại là đang 4 giờ chiều, thì ở đây cũng rất là vắng thôi. Ở đây thì họ cúng về đêm rất là nhiều. Buổi sáng thì nó cũng có nhưng ít hơn. Thì khu vực này thì họ đang xây dựng, vẫn chưa xây dựng hoàn chỉnh. Nói chung là đang trong giai đoạn xây dựng. Chỗ này thì nó rất là rộng. Như các bạn thấy, đây là cái lò để chúng ta đốt những cái vật cúng. Những cái vật cúng chúng ta sẽ đốt ở đây. Nó rất là gọn, đốt cũng không có khói lên, không có nhiều. Còn ở góc này, những cái thùng nước này là nước miễn phí. Mình không biết là cái này của chùa hay là của Phật tử người ta để nữa. Nói chung là uống miễn phí, giống như nước sâm vậy đó, mùi nó như vậy. Còn khu vực bên đây thấy rất là rộng đúng không? Cái cây này nó cũng mới trồng thôi, cũng chưa có lớn lắm. Bên đó là cái khu vực mà nhà ăn miễn phí, cũng rất là rộng. Bên này thì chúng ta sẽ có cái thùng cúng công quả và một cái dòng chữ ghi chú là bỏ dép ở bên ngoài. Còn cái đây là một tượng Phật. Tượng này giống Phật của Thái Lan quá nhỉ, rất là giống. Hôm nay thì trời nó cũng hơi mưa nên nhìn nó hơi ướt át một tí. Giờ này tuy là ít người cúng hơn buổi tối nhưng cũng không đến nỗi là vắng lắm. Cũng thấy mình thấy là cũng khá là nhiều đó. Ở đây thì người ta tin rằng là khi các bạn cúng vào ban đêm á, và bạn khấn nguyện những cái điều mà lúc 12 giờ là lúc linh nghiệm nhất. Vì thế nên là người ta đổ xô buổi tối rất là đông, nhất là cao điểm nhất là 12 giờ. Đúng 12 giờ là ở đây là hôm nay nói là rất rất đông người. Lát nữa buổi tối mình sẽ quay cho các bạn xem. Hiện tại thì buổi sáng là bao nhiêu đang người. Cái thèm này thì chúng ta sẽ bỏ dép lên. Nhiều người họ không đế, họ cứ mang dép vô rất là dơ. Phía bên trái này chúng ta sẽ có một cái chính điện rất là lớn. Và phía đối diện cũng có một cái chính điện như vậy. Chúng ta sẽ đi tiếp vào phía sau để tham quan tiếp, xem có gì thú vị không. Như mình đã nói thì đây là đang xây dựng nên các bạn thấy gạch rồi nó vứt còn lung tung lắm. Nhìn chung là vẫn khá là sạch sẽ. Cái đường này rất là rộng, đi thẳng vào phía sau luôn, được lót gạch. Nó giống như là cái vỉa hè vậy, nó trải dài nó rất là đẹp. Mình nghĩ là khi xây xong những cái đoạn này thì nó sẽ còn đẹp hơn. Hôm nay thì trời nó cũng hơi âm u ha, nó cũng gần mưa rồi. Ở dưới nó còn đất chưa hoàn chỉnh. Ở đây rất là mát và rộng. Người nhà ở gần đây thì vào đây đi bộ mình thấy cũng khá là thoải mái á. Yên tĩnh và sạch sẽ. Không có nhiều khói bụi như là công viên. Những cái bên này cũng có những cái tượng Phật. Mình thấy chủ yếu bên đây là Phật, tượng Phật và Quan Âm là nhiều. Có cả
cả ao sen nữa các bạn. Họ chỉ mới xây tới đây thôi, phía đây vẫn còn đường đất và khu vực này cũng đang xây lỡ vỡ. Nghĩa là cái hồ này xây xong sẽ rất là đẹp, ở giữa lưng là Phật Bà Quan Âm. Không hiểu sao lại xây cái tượng Phật Bà nhiều đến như vậy. Hai bên là mình đã thấy là rất nhiều rồi, ở giữa phía sau thì vẫn còn một cái tượng nữa. Đúng là ở đây là chỉ thờ mẹ Quan Âm là nhiều thôi. Ở đây vẫn chưa có xây dựng gì cả, nước trong. Nhà vệ sinh thì tuốt ở phía kia, khá là xa. Ở phía sau như thế là hết rồi. Chúng ta sẽ đi vào cái vòng, thêm một vòng ở bên đây nữa, xem như thế nào nhé. Một cái cầu giả gỗ. Đây thì cũng là một chỗ chụp hình lý tưởng đó. Nói chung là cũng khá đẹp, nhưng chưa hoàn chỉnh thôi. Trên mỗi tượng mẹ Quan Âm như thế này á, đều có một cái bia đá ở góc phải, các bạn thấy không? Đó là chú Đại Bi. Tượng nào cũng có một cái phần chú Đại Bi ở cái bên như vậy. Trong các tượng mẹ Quan Âm hồi nãy giờ thì cái tượng này có thể nói là nhìn hoành tráng nhất. Tuy nhiên thì xung quanh thì họ để cỏ nhiều quá, nhìn nó không được đẹp lắm. Và hiện giờ là 8 giờ tối, các bạn thấy là họ đã trải mùng chiếu rồi ngủ tại đây hết. Để chờ tới 12 giờ thì họ sẽ ra ngoài, họ cúng và họ cầu nguyện ở ngoài sân mẹ, nghĩa tượng Phật mẹ lớn. Hiện tại thì ở đây rất là nhiều mũi, mũi kinh khủng luôn á. Ngoài ra là nếu các bạn không muốn ngủ ở phía bên này á, thì các bạn có thể muốn khách sạn, ở khách sạn hoặc nhà nghỉ ở ngoài trước, rất là nhiều. Tuy nhiên thì ở đây thì cảm thấy, cảm nhận không khí ngoài trời cũng như là cái không khí tụ họp nó vui hơn một tí so với các bạn ngủ ở nhà nghỉ. Và mình nghĩ các bạn nên ngủ ở đây thử để mình trải nghiệm ha. Tuy nhiên thì nếu mà ngủ ở đây, các bạn nên mang theo là mùng, hoặc là mùng chiếu, hoặc là võng. Hay mình là, nếu các bạn đi đông nên đem mùng và chiếu, các bạn có thể ngủ chung đông được. Còn nếu mà các bạn đi ít đó, thì các bạn hay ngủ võng. Tại đây khu vực để văn võng ngủ thì cũng tương đối thôi chứ không nhiều lắm. Nên nếu mà các bạn nhiều quá thì sợ không có chỗ gian để ngủ thôi. Nên mình đem mùng với chiếu thì nó hợp lý hơn, mình trải ra ngủ thôi.
Với phần nữa thì chỗ này nó cũng rất là rộng nên các bạn chạy chỗ nào ngủ cũng được. Các bạn yên tâm về an ninh ở đây ha. Ở đây có cái anh dân quân ở đây thường trực, nếu các bạn có chuyện gì bị cướp giật hay là chuyện gì đó thì các bạn cứ la lên thì họ sẽ tới giúp đỡ. Đây là cái bàn để chúng ta để vật cúng, các bạn cứ để lên đây. Sau đó thì một cái thời gian nó đầy thì mấy cái anh ở trong sẽ bưng xuống, hoặc là sau 15-20 phút thì các bạn có thể lấy về, lấy cái thứ mình đã cúng lấy về mình uống, rồi là uống lấy lọc bà. Nếu các bạn không lấy thì những cái anh ở phía trong sẽ bưng xuống. Giờ này thì cũng gần tới 12 giờ rồi nên khu vực đã trở nên rất là đông rồi. Phía dưới còn có một đội họ tụng kinh nữa, nhưng không biết là của chùa hay là của ở đâu tới. Khi người ta muốn lại Phật đó thì người ta lên cái bục này, người ta lại cho nó đỡ dơ. Còn những người mà gọi mà thành tâm mà dữ dội hơn á thì họ lên gần cái chỗ tượng Phật á, cái chỗ mà không có cái bục này, họ quỳ dưới đất luôn, họ lại những người đó họ lại rất là thành tâm, họ khi họ lại chăm lại á, lại ghê lắm. Lại dưới đất luôn chứ không phải trên đất. Mấy người đó mình nghĩ là cách cầu cái gì ghê lắm. Họ lại thì cũng vậy. Có thể là những cái nguyện ước của họ đã thành sự thật nên họ trở ở đây và họ lại tạ ơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem sơ qua những cái vật phẩm mà họ cúng nha. Xem dài quá. Đa số là trái cây. Wow, có cả bánh nữa nè. Như là bánh trung thu nè. Nước suối. Về đêm này thì cái tượng Phật này được chiếu với ánh đèn nó đổi màu á, nhìn rất là đẹp. Còn các bạn thấy không, đổi màu rất là đẹp. Và video về tham quan mẹ Nam Hải đến đây là kết thúc ha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Và cuối cùng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cũng như để theo dõi những video mới của kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo.